Xin chào tất cả mọi người, em là Quyết, kỹ thuật công ty Thế Giới Bảo Vật. Hôm nay em sẽ hướng dẫn mọi người cách vệ sinh máy in RIN 408 BAE cộng. Thì như mọi người biết là vệ sinh đầu in là một trong những cách để mình có thể là đảm bảo được độ bền, tuổi thọ của máy được cao nhất, sử dụng mình có thể in ra những bản in đẹp nhất. Thì em sẽ tiến hành hướng dẫn vệ sinh cho mình được làm sao đúng cách. Để vệ sinh với những chiếc máy in này, mình sử dụng nguyên vật liệu đó là thứ nhất, đó là cồn 90 độ. Thứ hai, đó là băng gòn, băng y tế. Thì hai vật dụng này mình có thể là mua rất phổ biến ở các quầy thuốc tây hoặc là ở bên ngoài mình mua rất dễ. Rồi để bước tiếp theo là để vệ sinh, thì mình thực hiện các bước đó là một, mình tắt công tắc máy đi. Sau đó mở nắp máy lên. Mở luôn cùng đầu in lên. Thì em sẽ chỉ cho mọi người đây là vị trí đầu in. Đây, nguyên cái cùng đầu in là đây. Những đường chân chân ở giữa có đường inox chạy qua đây. Đây là vị trí của đầu in, đường rất là nhỏ đây, nhưng giá thành của nó là rất cao. Và đây là bộ phận quan trọng nhất của máy, nên mình vẫn phải vệ sinh kỹ, sạch để bảo quản được lâu hơn. Thì mình vệ sinh theo các bước theo này. Nhất là mình lấy một ít băng gòn. Sau đó là tập một lượng cồn vừa đủ. Các bạn lưu ý là vừa ướt thôi nhé. Vừa ướt lên. Mình vệ sinh bằng cách là lau ngay cái vị trí này, lau qua. Sau đó mình lấy một cái băng gòn khác. Các bạn lưu ý là không lấy lại cái băng gòn cũ nữa. Mình tẩm cồn lên rồi lau lại. Với lại thêm một thao tác là mình lưu ý là không có chà qua chà về, tại vì nhiều khi mà bùi hay là hạt cát gì đó mà dính thế này, mình chà qua chà về thì làm ảnh hưởng trước đầu in. Thì các bạn lau, lúc mà lau xong đầu in này, lúc mà bông gòn trắng thì nó đã sạch. Với mình chú ý thêm một thao tác là lúc mình vệ sinh đầu in lên nhiệt hoặc đồng hồ là tránh tiếp xúc, tránh va chạm với đầu in làm nó trước. Sau khi vệ sinh xong đầu in thì mình vệ sinh luôn trục ruler hay là gọi là trục cao su ở phía bên dưới này. Mình lau sạch trục này. Các bạn có thể thấy là các bước vệ sinh rất là đơn giản. Mình có thể đợi một xí cho cồn bay hơi, tại vì cồn bay hơi rất là nhanh, cỡ tầm 30 giây tới 1 phút thì bay hơi hết. Mình có thể là đóng đầu in xuống, lắp giấy mực vào, lắp giấy mực lại bình thường, đóng đầu in xuống. Để coi như mình đã hoàn thành quá trình vệ sinh đầu in này. Vừa rồi em đã hướng dẫn mọi người cách vệ sinh đầu in máy RIN 408 BAE cộng. Mọi người có thể thấy là bằng những vật dụng rất là thông dụng và những cách rất là bình thường, đơn giản, và tần suất để mà mình vệ sinh thì khoảng cỡ 3 ngày hoặc là mình một tuần đối với mình in ít, hoặc là mình có thể là sau lúc thay mực nhân tiền mình có thể vệ sinh luôn. Thì em đã hướng dẫn cho mọi người xong. Thì nếu mọi người có thắc mắc hay là cần hỗ trợ thêm thì mọi người có thể liên hệ với công ty Thế Giới Bảo Vật qua số hotline 1900 3438, hoặc là truy cập theo đường link bên dưới để phòng kỹ thuật có thể hỗ trợ thêm cho mọi người. Xin cảm ơn.